Xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, ai chúng ta cũng biết trà xanh là một thức uống rất là quen thuộc của mỗi người dân Việt Nam. Trà xanh mang lại rất nhiều công dụng đối với sức khỏe, nhưng không phải ai cũng uống được trà xanh. Bởi vì trà xanh có vị đắng, vị chát, rồi sau đó mới để lại cái độ hậu ngọt trong khoang miệng. Và chúng ta biết trà xanh mang lại nhiều công dụng đối với sức khỏe, nhưng đặc biệt chị em phụ nữ chúng ta thì rất sợ cái vị đắng, vị chát của trà. Thì hôm nay Trà Tiên Lầu sẽ chia sẻ cho mọi người về một loại trà không còn đắng, không còn chát nữa, rất dễ uống, thanh mát, ngọt ngào, mang lại rất nhiều công dụng đối với sức khỏe như là chống lão hóa này, giảm căng thẳng, stress, mệt mỏi, rồi đào thải độc tố trong cơ thể, giúp chị em phụ nữ chúng ta đẹp dáng, đẹp da. Và trà Thúy Ngọc thì có nguồn gốc từ giống trà Đài Loan, Trung Quốc. Vì vậy là Trà Tiên Lầu đã thu hái tại đồi trà Tân Cương, đem về sao và chế biến theo phương thức ô long, nên vì vậy sẽ cho ra một cái loại trà có tên là trà Thúy Ngọc. Và sau đây thì em sẽ cắt cái loại trà này ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng về cái cánh trà nhé. Đấy, em sẽ cho mọi người xem về cái cánh trà này. Và cái thứ hai là sẽ pha cho mọi người một cái ấm trà và cảm nhận cái hương vị của cái loại trà này để các bác cùng tìm hiểu kỹ hơn. Đây ạ, cánh trà Thúy Ngọc mọi người nhé. Trà Thúy Ngọc được sản xuất theo phương thức ô long, không còn vị chát nữa. Và trước khi pha ấy, cái loại trà này thì các bác đun sôi 100 độ C để nguội còn 80 độ rồi hãm cho vào trong trà để các bác pha. Cái thời gian hãm trà Thúy Ngọc là bao nhiêu ạ? 20 đến 25 giây thôi là các bác sẽ rót ra cái tống và cái lọc trà như vậy giúp em. Lọc trà có tác dụng lọc đi cái cặn trà, tống làm đều màu nước hơn. Đấy, được 20 giây rồi nhá, và bây giờ em sẽ rót ra đây ạ. Và em đã được một cái ấm trà Thúy Ngọc. Rất là thơm nha các bác nhá, rất là thơm. Em đã rót ra chén nha để cho các bác cùng nhìn cái màu nước. Cái màu nước của trà Thúy Ngọc này nó rất là xanh. Có màu xanh vàng này các bạn, hơi ngà vàng thôi. Để em sẽ thưởng thức cái vị trà Thúy Ngọc này xem nó như thế nào, có dễ uống không, để chị em phụ nữ chúng ta cùng tìm hiểu để cùng sử dụng để tốt cho sức khỏe nhá. Trà Thúy Ngọc này đã loại bỏ đi được bao nhiêu ạ? 40% cái độ tannin ở trong lá trà rồi. Nên vì vậy rất là dễ uống ạ. Rất là dễ uống mọi người nhá. Có vị hơi gì ạ? Chất dịu nhẹ thôi. Và không có cái vị đắng nữa. Và cái hậu ngọt rất là sâu ở trong cái khoang miệng. Và rất là thơm, rất là dễ uống. Và chỉ có giá bao nhiêu ạ? Giá bao nhiêu đây mọi người ạ? 399.000 đồng trên 1kg thôi. 1kg em sẽ đóng thành 5 túi 200g. Hoặc bác nào uống ít thì em đóng là 10 túi 100g nhé. Mọi người hãy liên hệ để ủng hộ cho em nha.